Vô, 2, 3, vô. Châu, Nhiên, Thấm, Diệt, không qua lưới. 1-0. Mời quý vị trở lại sân cầu lông Dương Sinh xem trận đấu với hai đội là đội Diệt xanh da trời, Châu đỏ, Nhiên xám. Đó là đội xa camera đó. Còn cái đội bên này là Khanh, Trinh, Thấm. Tương quan lực lượng thì theo phân tích của tôi thì coi như là đồng. Hai bên có lực lượng là ngang nhau. Bên này á, bên gần camera bên đội ông Khanh á thì tinh tế, nhưng mà bên đội bên kia thì là bạo lực đó. Cái nào cũng có ưu có khuyết riêng hết á. Bạo lực thì nhiều lúc quýnh là cũng không ai chịu nổi, còn tinh tế thì cũng dữ dằn. Tóm lại là nói chung là hai đội này được coi là ngang tài ngang sức. 3-4, tỷ số cũng đang nói lên điều đó. 4 đều, tỷ số đang nói lên là hai đội là rất là ngang nhau. Để coi thử coi điều gì xảy ra tiếp theo. Điều gì xảy ra tiếp theo, điều gì xảy ra tiếp theo. Điều... À... Anh Châu anh đâu có để cho cái gọi là cái cân bằng xảy ra được. Anh Châu là ai? Anh là người á, nếu mà anh không thắng được thì anh tự phá hoại để kết liễu pha cầu. Đó là phong cách của anh á. 6-4. Còn Nhiên làm gì? Nó đánh hụt cầu nữa kìa. Anh Châu làm gì? Đó, thấy không? Anh sẽ cố tình đánh hụt cho đội anh là thua đó. Trong lịch sử của bóng đá Việt Nam đã từng chứng kiến nhiều trận thua một cách oan uổng như vậy. Mà sau này người ta điều tra, người ta nói là bán độ. Còn anh Châu thì ở đây chắc đâu có ai mua độ đâu mà bán. Nhưng mà anh bán với lại trong lòng anh á. Trong lòng anh bán độ trong lòng anh á. Bán độ là ý là anh muốn là cái đội, cái tập thể ba người này á, là nên thua. Ý à, vậy cho nên là anh bán độ kiểu đó thôi. Tốt, cao. Gì? Mới đây 87 hả? Trời, sao kỳ vậy? Trời, 8 đều. Đó, nãy giờ không quan tâm tới trận đấu là tự nhiên trông lên 9-8. Điều chỉnh liền coi. Ông Khanh đội trưởng có hợp đội lại coi, nhắc nhở vài câu thân tình cho người ta gắn kết ta quýnh coi. Chị Trinh, đúng rồi chị Trinh. Đại đội xuất sắc á, quýnh quýnh kia. Quýnh. Quýnh luôn. Mạnh lên chút. Mạnh lên chút, quýnh dùng Nhiên ăn rồi. Mạnh lên chút. Ơi, thôi rồi, ra ngoài rồi. Trái cầu rơi rụng ngoài sân rồi. Lấy chồng càng sớm niềm vui càng dài. Ủa là mình đi khách nữa hả? Dạ. Quýnh. Chị Trên. Đó, đúng rồi, không sai tới nào. Đầu trận mình đã nói là ông Châu á, ổng là có vẻ là bán độ đó, muốn cho tập thể của mình thua đó. Mười, mười một. Tỷ số đang là 10-11. Anh Châu. Anh Diệt. Hai vợt rồi. Từ xa có nghe chứ mà trong sân có khi không nghe đâu. Làm sao nghe được cái âm thanh hại mình được. Âm thanh có hại mà, âm thanh có lợi đâu mà nghe. Đó. 1-2. 11-12. Nhiên, chị Giao mạnh lên. Ừ. Nó làm gì? Nó hại kia. Đó, 2 đều. Anh Châu là chị giao bóng lên. Mạnh. Ừ, đó.
chết. Rồi, bị phản cầu. 3-2, căng ghê luôn ta. Thắm, không để cái chuyện căng này xảy ra. Rồi, xong. 4-2. Ủa, chứ nãy giờ có suy nghĩ là điểm yếu của đội bên kia là ở đâu không? Để khai thác không? Hay là mình quýnh đại thôi, không chiến thuật chiến lược gì hết. Rồi, xong, bị anh Châu hại rồi. 15-12. Thắm, đó thắm. Có mục tiêu. 16-12 rồi tụt dốc không phanh luôn. Cái này mà xe đạp mà đi xuống dốc mà bây giờ mắc thắng rồi, giờ làm sao giờ? Thì chỉ có té thôi chứ làm gì, u đầu ráng chịu thôi chứ. Làm gì nữa? Làm gì nữa? Ơi, hên quá. Hên quá cho nên xe đạp mắc thắng mà đụng cục đá giảm được tốc á, cục đá là ông Châu á. Làm giảm tốc độ thua xuống á. Nè. Trời ơi chết. Bây giờ chỉ còn một cái giải pháp đưa ra là hai chị này nè lên sát lưới giành cầu tối đa, chứ bị ổng ép qua ông Khanh mà. 83 chưa thua. Đối với Hà thì cỡ nào cũng không thua, nhưng mà đều có khi đối với cái đội này chắc thua từ lâu rồi. Chắc nghĩ thua trong từ lúc mà mười mấy chắc nghĩ thua rồi. Chắc không định đánh đâu. Thấy chưa, biết lắm mà. 19-13. Thôi mà gấu cứ để trong tủ đi, mấy em đừng có đưa ra phí. Đạn nào cũng chết rồi uống vô phí. Không kịp. Mười, 20, 13. Rồi xong, kết thúc pha cầu. Đội Việt Châu Nhiên thắng.